Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em làm một cái video thì tiện em test mic cho các bác thì em sẽ làm một cái video để giới thiệu với các bác cái dòng mic Zilecac này. Cái dòng mic này thì em đã làm video một lần rồi và cái lô này thì nó về thì cũng gần hết rồi. Hôm nay thì đi được 2, 4, 6, 7 bộ. 7 bộ cái dòng Zilecac này. Dòng này mà đạn bảo tiếng nó không hay thì chắc là sẽ không còn dòng nào mà hay hơn được nó đâu bác nhé. Đây là một dòng mic sự kiện. Hiện tại thì cái lô này về thì rất là đẹp các bác ạ. Đẹp từ mặt trước đến đến độ zin của nó. Đây nguyên bản là cả những cái tem này là vẫn còn nguyên các bác nhé. Tem mặt trước này. Bác thích mới các bác có thể bóc ra nhé. Về chất âm của cái dòng sự kiện Zilecac này thì các bác không phải bàn cãi. Không phải lo về chất âm của nó nữa. Kể cả những dòng mic mới bây giờ mà giá tầm khoảng 6-7 triệu thì cũng chưa chắc đã lại được những cái dòng mic này các bác nhé. Và đặc biệt thì cái lô này em về đấy là khá là zin. Zin từ đầu côn cho đến đầu thu. Đấy. Và kể cả như là đây là cái đầu thu của nó các bác này, đầu côn của nó này. Đấy. Hình thức thì còn khá là đẹp. Đối với những dòng mic bãi như thế này thì còn khá là đẹp các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Cái dòng này thì đối với cái tầm năm ngoái thì giá nó sẽ tốt hơn, nhưng mà sang năm nay thì giá cao hơn một chút vì tiền tệ lên và cước vận chuyển lên. Đấy, kể cả như là dâu của nó các bác này, các bác nhìn đây, dâu cũng vẫn còn zin nguyên và đi theo bộ các bác nhé. Cái dòng này một lô nó về không phải là cái bộ nào nó cũng giống bộ nào đâu các bác. Mỗi bộ thì nó có một cái đôi dâu khác nhau, nó tùy vào đời sản xuất. Đấy, đây thì mỗi bộ thì nó có một cái tần số sóng riêng biệt các bác này, chứ không phải bộ nào giống bộ nào nhé. Thế nên là nó zin thì là dâu đi theo bộ, dâu đi theo đầu các bác nhé, dâu cũng đi theo đầu luôn. Hiện tại thì cái lô này của em nó về hình như là có ba hay bốn loại tần số, tức là khi các bác lật cái đầu thu lên thì phía bên dưới đầu thu này, mặt dưới này thì nó sẽ ghi những cái thông số về, đây em cho các bác xem đây, khi bác lật đầu thu lên thì nó sẽ ghi những cái thông số về đời máy, model và thông số về dâu này. Con này là thông số về tần số sóng của nó là 763 đến 796 các bác nhé. Thì cái dâu của mình nó sẽ tương ứng 763 796. Cái dâu của mình em sẽ tìm cái dâu tương ứng. Cái dâu này thì không phải này. Cái này thì không đúng dâu của nó này. 763 796. Đúng rồi. Đây. Đây. Cái dâu này thì mới đúng là dâu của đầu thu này. Đấy. Các bác này. Đó, riêng là cả. Đối với những cái bộ nó còn toàn bộ là còn zin nguyên thì nó đi theo tất cả mọi thứ như bác nhé. Từ côn mic này đến dâu này cũng đi theo bộ này. Cùng mã số thì khi các bác về hát thì đảm bảo về chất lượng, về sóng hơn. Còn đối với những dòng mic bãi thì thường là dâu là hay bị lộn hoặc là lắp dâu mới thì nó sẽ không đảm bảo về sóng và chất lượng âm thanh được. Đấy. Như đợt này em về thì là còn nguyên zin cả trong đầu thu. Đấy. Những cái vết keo, vết sơn người ta bôi là vẫn còn nguyên xi cả. Và những cái dâu thì cũng đều đi theo hết các bác nhé. Chỉ có duy nhất cục nguồn thì không có ảnh hưởng đến chất âm, duy nhất cục nguồn là không còn, em phải lắp cái nguồn bãi khác các bác nhé. Cùng nguồn bãi khác, còn mọi thứ thì tất cả còn nguyên bản theo bộ luôn. Đấy. Hình thức thì còn rất là đẹp. Các bác lưu ý nhé. Những bác đặt hàng hôm nay thì về các bác bóc cái này cho em nhé. Các bác thích mới bóc cho em nhé. Đấy. Và rất nhiều bác mà em bán, thậm chí bán cả mic mới, nhiều bác về thấy cái mặt trước nó xương xước bảo là mic cũ, không phải đâu. Đằng trước là nó có một lớp ni lông nhé. Các bác vui lòng thích đẹp thì bóc nó ra. Đấy. Chứ không phải là hôm nọ có một bác nhận mic bảo là tôi trông nó cũ. Vì cái mặt này nó bị xước, bóc ra nó là một lớp ni lông. Hiện tại thì còn 6 bộ nữa thôi. Cái lô này về em bán gần hết, còn đúng 6 bộ nữa thôi. Hôm nay đi 2, 4, 6, 7 bộ rồi. Còn 6 bộ nữa thôi nhé các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em. Chất tiếng thì em khẳng định với bác là đối với những dòng Zilecac thì các bác không phải lo về chất tiếng nữa rồi. Nó là dòng với sự kiện đây. Đây là tay ga này. Đấy. Các bác nhìn. Đấy. Nó chống hú, khả năng chống hú của nó rất cao các bác nhé. Ví dụ các bác đang dùng một cái mic rẻ tiền, mic khác mà bác đưa cái mic này vào thì chắc chắn là nó sẽ giảm hú tối đa. Đối với con mic thì nó không có bo chống hú các bác nhé, nó không có bo chống hú, nhưng ở đây nó chống hú nhờ cái
nhờ cái côn tốt này và nhờ cái linh kiện trong thiết bị các bác nhé, là nó có khả năng nó giảm hú. Còn đối với tất cả các dòng mic thì hiện tại thì em cũng chưa thấy cái dòng mic nào nó rất hiếm dòng mic mà có bo chống hú các bác nhé, rất hiếm, nhưng mà nó khả năng chống hú cao, nó nhờ là cái côn mic, nhờ cái côn mic là một này, với lại chất lượng linh kiện ở bên trong. Hình thức thì còn rất là đẹp các bác nhé. Hôm nay thì đi 7 bộ mic thì em làm cái video để cho các bác, thứ nhất là để giới thiệu các bác nào chưa được xem được, và bác nào còn ở nhà mà dùng những bộ mic chưa hay, đây là cái đầu dọn của nó rất là đẹp các bác ạ. Đấy. Bác nào đang sử dụng những bộ mic chưa hay thì có thể thay thế bằng những bộ mic này, em đảm bảo nó rất là hay. Đấy. Dùng ổn định các bác nhé. Và các bác lưu ý rằng là trong khi mình sử dụng mà không may mình có bấm nhầm tần số đi chăng nữa thì các bác có thể dò lại tần số ở đây. Đấy. Dò lại tần số ở đây. Đấy. Nhưng mà thường thì rất là khó bấm nhầm, rất là khó bấm nhầm. Đấy là trường hợp mà không may bấm nhầm thôi. Đấy. Mọi vấn đề thì cứ liên hệ trực tiếp em qua Zalo, em sẽ xử lý. Em sẽ chỉ các bác bằng cách để lấy lại tần số thôi nhá. Đấy. Còn trường hợp mà không thể lấy lại tần số, không biết cách lấy thì gửi về cho em lại lấy lại cho. Nó rất là dễ các bác nhá. Và cái dòng mic này thì chất âm thì em khẳng định là không phải quảng cáo rồi, không cần quảng cáo về chất âm. Mà mic thì em bao cho các bác là zin cái đầu côn là một này, quan trọng nhất cái đầu mic, cái mic bãi các bác nhé, là cái đầu côn nó phải là cái đầu côn của nó. Chứ còn đầu côn em thấy rất nhiều cái trường hợp mic bãi nhưng mà đầu côn thì lại đem là lắp côn xua mới. Đấy. Thường thường là các bác hàng hay lắp côn xua mới, tức là cái đầu côn nó hỏng rồi và lắp côn mới vào thì nó không còn gì là cái mic bãi nữa. Đây là mic zin nguyên bản các bác nhé, từ đầu thu đến cái con mic. Và cái quan trọng nữa cũng là cái dâu, như em nói ngay ban đầu là cái dâu cũng đi theo máy luôn các bác nhé. Đấy, cái này mới là cái quan trọng này. Đấy, nếu mà cái dâu mà không phải dâu của nó thì cái tầm sóng của nó rất là ngắn luôn, mắt được nhưng mà tầm sóng rất là ngắn và sóng nó sẽ chập chờn các bác nhé. Đấy. Nhưng mà đối với những đợt lô em về đợt này thì là dâu cũng là dâu theo máy luôn. Đấy. Mỗi máy thì nó từng loại các bác nhé, mỗi máy thì nó gần như là dâu khác nhau nhé, tần số dâu khác nhau, tần số sóng khác nhau nhé, chứ không phải máy nào tần số sóng nó cũng giống nhau đâu. Thế nên là nó rất là nhiều loại dâu. Đợt này về thì đi theo bộ nguyên bản, theo cả dâu. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em nhé, còn 6 bộ nữa thôi. Đấy. Hôm nay thì 7 bộ là đi rồi. Thì em làm video em test cái chất âm cho các bác thôi. Bây giờ em thử đi. Đấy. Nếu như ngồi gần như thế này, đây loa đây. Các bác này, loa đây này. Đấy. Ngồi gần như này. Ngồi gần như này thì khả năng hú rất là cao đấy. Vì em đang ngồi hai cạnh hai loa luôn. Lần 1 2 3 4 5 6 7. Các bác thấy rằng ngồi gần như thế này mà nó cũng khả năng hạn chế hú của nó tốt đến mức như vậy các bác nhé. Tốt đến mức như vậy. Ngồi sát loa luôn. Đấy. Ngồi trước mặt hai loa. Đối với cái khả năng chống hú thì em nói với bác từ trước rồi, nó không có bo chống hú đâu, nhưng mà khả năng chống hú của nó rất là tốt, vì nó chống hú từ cái linh kiện và từ cái côn của nó, nên khả năng cái dài nó ra rất là tốt, hạn chế hú các bác nhé. Chứ còn bản thân cái mic thì nó không bo chống hú, chất lượng thì rất là ok, không phải quảng cáo về dòng này. Bác nào nhu cầu sử dụng thì trực tiếp với em nhé. Dòng này thì nếu mà nói về mic thì nó là quá là ok rồi. Đấy, những dòng mới mà từ tầm khoảng 5-6 triệu cũng phải chưa chắc, khả năng cũng giả lại tiền cho nó đấy. Chất lượng rất là tốt, mà đặc biệt là nó bộ này, mấy cái bộ này về nó zin được từ đầu đến cuối, zin từ cái dâu luôn này, bác nhé. Thì cảm ơn các bác rất là nhiều đã tin tưởng ủng hộ, và bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp em, còn 6 bộ nữa nhé, nó còn 6 bộ nữa. Đấy, 6 bộ nữa. Và giá thì em báo luôn là giá năm nay nó sẽ là 3 triệu một bộ các bác nhé, giá sẽ là 3 triệu một bộ, những cái bộ mà đẹp mà zin như thế này là 3 triệu. Còn năm ngoái thì nó chỉ 2 triệu rưỡi 2 triệu 6 thôi, nhưng mà qua năm nay thì giá lên rất là cao, vì tiền tệ tiền chung lên đến 37, và cước thì lên, năm ngoái thì cước có thời điểm là khoảng 13-14, nhưng mà năm nay có thời điểm em đi phải đến 22. Đấy. Cước lên cũng rất là cao luôn các bác nhé, nên là giá nó đội lên một chút. Còn các bác không nên so những cái giá những năm trước và những cái giá mà những video người ta làm láo thì mình không nên so các bác nhé. Hôm nay thì em không cầm máy tính, nếu cầm máy tính em cho các bác sang xem là sáng nay em cũng đã có làm việc với một cái ông mà ông ấy đăng cái bài, em bảo ông đăng kiểu này ấy thì ông là lừa đảo, ông là lừa đảo, là gây hiểu lầm cho người người mua. Ông ấy đăng vang X3. Đấy, ông ấy chụp hình vang X3, lô vang X3, nhưng ông lại giới thiệu là vang X6.
Đấy. Và giá ông bán là 1.650.000. Nhưng thực chất nó là vang X3. Tức là ông ấy lừa mắt người dân. Đấy. Và làm cho người ta hiểu lầm, khi người ta tìm kiếm, người ta sẽ thấy là ông kia bán X6 có 1.600.000. Nhưng thực chất không phải các bác nhé. Đấy là một loại trò lừa đảo, một cái trò câu like, câu view. Đấy. Nên các bác không nên, các bác nên quan trọng nhất là các bác mua được sản phẩm ở cái nơi nào mà nó đảm bảo cái uy tín và chất lượng cho các bác. Còn cái giá cả thì nó lệch nhau 100.000, nó chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng quan trọng nó là cái chất lượng nó còn được là bao nhiêu đối với hàng bãi các bác nhé. Các bác đừng có quan tâm quá nhiều về cái việc đấy. Còn giá em báo luôn trong video, những bác thường xuyên xem video của em là 3 triệu đồng các bác nhé, 3 triệu đồng. Tất cả mọi thứ em bao riêng cho bác từ dâu luôn. Còn nguyên bản từ dâu nhé. Từ dâu đến cồn mic mọi thứ còn nguyên bản luôn. Kể cả keo trong đồ thu vẫn còn nguyên keo của nhà sản xuất luôn. Chưa có vặn ốc ra. Đấy. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em, còn 6 bộ nữa. Còn 6 bộ nữa các bác nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Các bác vui lòng gọi điện cho em ngay để sở hữu những cái bộ mic mà em khẳng định với bác rằng là gần như hiện tại thì nó cũng không có ngại về chất âm, những dòng nào đặc biệt dùng vang số thì con mic này cực kỳ là lợi hại các bác nhé. Vì sao nói vậy? Chỉ những người làm chuyên vang số thì người ta sẽ biết được cái dòng mic này nó ra nó quan trọng, nó rất là ít thừa, thừa ít bát, bát của nó rất là đủ, nên là chỉnh vang số rất là hay và giải nó ra đều. Đấy, rất là hay và khả năng chống hú rất là tốt, khả năng chống hú rất tốt các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.